Vâng, em xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2023. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới tất cả các bác cô chú anh chị mình một dòng phân hữu cơ dành cho hoa lan, cho cây trồng, cây cảnh, cây rau củ quả các bác nhé. Cái dòng phân này thì được sản xuất từ phân trâu, phân bò, phân chuồn quế, phân cá đã được ủ các bác nhá, và các chất organic. Cái này thì bên em tự sản xuất và tự chọn lọc nguyên liệu đã qua xử lý các bác nhá. Cái này thì nó sẽ không có ốc sên, không có các con bọ. Cái dòng phân này thì em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình một bao như thế này là 5 cân với giá là 130.000 và miễn phí ship toàn quốc. Cái phân này thì nó sẽ tan chậm từ từ các bác nhá, tan chậm, tan từ từ, thẩm thấu dần trong nước. Với đối với hoa lan thì các bác có thể là dùng phân này rải đều trên bề mặt, rắc trên bề mặt. Còn đối với lại các cây như là hoa hồng, hoa giấy, hoa mẫu đơn thì các bác có thể là xới xung quanh gốc, sau đó các bác bón và các bác lấp đất vào. Các bác trong quá trình tưới nước thì nó sẽ ngấm dần dần các bác nhé. Còn đối với lại rau củ quả thì các bác có thể là rắc bề mặt hoặc là có thể trộn cùng với đất, sau đó các bác trồng. Cái này thì nó là dòng phân hữu cơ, nó không mùi và không ảnh hưởng tới sức khỏe và không ảnh hưởng tới môi trường các bác nhé. Các bác mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo cho em. Và cái này thì các bác mà lấy từ 10 cân thì sẽ là 260k miễn phí ship và được tặng kèm 1 cân các bác nhé. Và các bác mà lấy xỉ thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là qua Zalo. Xỉ thì giá thì cực kỳ là mềm luôn các bác nhé. Và cái này thì là em tự sản xuất nên là sẽ không qua trung gian, nên các bác yên tâm về giá. Và em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Đơn hàng số 1 ngày hôm nay đó là Hồng Yên Thủy các bác nhé. Đơn này 2, 4, 6, 7 kg. Cái này thì các bác sưu tầm lấy mầm gốc, có về các bác ghép, có thể ghép lũa hoặc là ghép lên cây nhãn, cây hồng xiêm, hoặc là có thể ghép chậu. Cái này 7 kg các bác nhá. 7 kg này là được một cái chậu rất là đẹp rồi. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng Hồng Yên Thủy. 2, 4, 6. Cái này 8 kg các bác nhá. Cái này thì có những cái kg nó ngắn hơn một xíu thì nó sẽ, nói chung là nó xem tầm 7 8 kg các bác nhá. Đấy, đồng giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng Hồng Yên Thủy. 2 4 6. Cái này 7 kg các bác nhá. Đây, cái này thì có những cái kg lên mầm gốc rất là đẹp rồi. Đấy ạ. Như cái kg này các bác nhá, lên mầm gốc rồi. Đấy, kg này cũng thế, lên mầm gốc rồi. Đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay, cái này thì nó nhiều kỳ nhỏ các bác nhá. Cái này đầu kỳ nó rất là nhiều luôn, nhưng mà nó có lắm kỳ nó ngắn hơn. Đấy, cái này thì em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Cái này được 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nói chung là chắc tầm khoảng 13 cái các bác nhá. Đấy, đơn hàng số 4 150.000 đồng. Và hết đơn hàng số 4 này là hết Hồng Yên Thủy. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là 5 cánh trắng HO. Cái này thì nó phải tầm khoảng 22 23 đầu các bác nhá. Tầm 22 23 đầu. Cái này thì nó to, rất là to mập đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là to mập đẹp. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Em xin lỗi, đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng 5 cánh trắng HO. Cái này nó cũng tầm khoảng 22-23kg các bác nhá. 22-23kg. Đơn hàng số 6 170.000 5 cánh trắng HO. Cái này các bác về có thể ghép vào những cái gỗ lũa rất là đẹp luôn, được rất là nhiều các bác nhá. Hơn 20 đầu là các bác được một cái gỗ lũa đẹp rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 7. Cái này thì có những cái kỳ là lên mầm gốc như thế này rồi các bác nhá. Còn có những kỳ thì bây giờ mới đang nhú, có những kỳ thì bây giờ mới chuẩn bị lên. Đấy, đơn hàng số 7.
Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng HO. Siêu béo mập luôn các bác nhá. Và ba cái chậu này các bác lấy là em cũng sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Vì cái chậu này nó nhỏ, nó sẽ không đủ dưỡng chất các bác nhá. Và thường thường thì 1 năm là các bác cũng sẽ vẫn phải thay giá thể một lần. Cái giá thể này thì nó vẫn là giá thể cũ rồi. Về các bác vui lòng là sang chậu giúp em. Cái này các bác lấy là em sẽ nhấc ra cho nó đỡ cái phí ship. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 140.000 đồng cho đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng HO. Đấy, đầu nào cũng rất là béo các bác nhá. Đấy, đang lên mầm gốc hết rồi. Đấy, đang lên mầm gốc rất là đẹp luôn. Rất là béo và rất là xinh. Đấy. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 140.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay cũng là 3 chậu 5 cánh trắng HO. Đấy, cực kỳ là béo mập luôn các bác nhá. Siêu béo mập, siêu xinh luôn. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là 1 chậu 5 cánh trắng HO. Đấy, 4 đầu các bác nhá. Rất là béo luôn. Đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng. Quá là béo rồi các bác này. Đấy, rất là xinh luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là 2 chậu 5 cánh trắng HO. 2 chậu này là 2 mầm gốc các bác nhá. Mầm gốc 52. Cái này các bác lấy là em sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay cũng là 2 chậu 5 cánh trắng HO. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là 1 chậu 5 cánh trắng HO. Dạ, quá là mập luôn các bác nhá. Dạ, cực kỳ là mập và cực kỳ là xinh luôn. Em quay ở trên video này có thể là nó sẽ không được rõ nét, thì các bác có thể kết bạn với em qua Zalo. Số điện thoại là 0349581888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Cái chậu này thì nó có 2 mầm gốc thôi nhá. Đấy ạ. Vẫn còn nguyên lá luôn. Rất là đẹp và rất là mập luôn. Đấy, cực kỳ là mập luôn các bác nhá. Rất là to này. Đấy, to gần bằng ngón tay em luôn. Đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng. Và hết đơn hàng số 14 này là hết 5 cánh trắng HO. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là 1 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì có 2 mầm gốc các bác nhá. 2 mầm gốc 52. Bây giờ đang tiếp tục đẻ đây. Đẻ mầm gốc đây, đang lên rất là đẹp luôn rồi các bác nhá. Đấy, to như cái măng luôn. Năm ngoái đây, năm ngoái mẹ nó có khoảng tầm chưa được 20 phân các bác nhá. Ra hoa hết rồi này. Đấy, năm ngoái ra 2, 4, 5, 6 mắt hoa luôn các bác nhá. Đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng 5 cánh trắng Phú Thọ. Như chậu này là năm nay về các bác cũng ngắm hoa luôn các bác nhá. Đấy, đang xuống lá dần rồi đây. Đang vàng cái lá ngọn rồi. Nó sẽ xuống dần. Lá lỗi luôn rồi ạ. Đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay cũng là 1 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì cũng có 3 thân các bác nhá. Dạ, rất là mập và rất là đẹp luôn. Cái này đang đẻ mầm gốc rồi. Đang lên mầm gốc. Như chậu này là năm này các bác được một bới Phú Thọ luôn. Chậu này về năm nay các bác cũng ngắm hoa luôn nhé. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay 1 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này cũng 2 mầm gốc các bác nhé. Đây ạ. Bản dưới đây, phía dưới này, phía gốc này. Đấy, bản lá mít tròn xoe luôn, rất là đẹp. Cái này đang đẻ mầm gốc này. To tất như cái măng luôn các bác nhé. Chậu này thì 2 mầm gốc. Đấy, đang xuống lá các bác. Bây giờ bắt đầu xuống lá. Chậu này xuống lá. Bây giờ xuống lá thì chắc là khoảng tầm tháng 4 mới ra hoa các bác nhé. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 17. Và mời các bác tham quan qua cái lò sấy của bên em. Đấy, em làm từ A đến Z luôn các bác nhé. Từ khâu chọn nguyên liệu này, ép viên này, phơi sấy. Đấy, ủ. Nên là các bác yên tâm về chất lượng nhé. Cái này các bác bón rau, bón hoa lan, bón rau củ quả thì quá là yên tâm luôn. Không có mùi các bác nhá, không có một tí mùi nào luôn. Và em đang đóng cho xỉ đây, rất là nhiều luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ là nhiều. Em ra không kịp ấy. Em còn phải đóng cả thành bao như thế này.
vì là không có chỗ để. Và đơn hàng số 17 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.